Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe hatchback số sàn quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 bản đủ màu vàng cát. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Đấy, và hiện nay tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe Hyundai Grand i10 đây các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà đang mua xe i10 thì qua cửa hàng chúng tôi thì quý vị các bạn có rất nhiều sự lựa chọn nhé, các đời từ 2014 cho đến 2021 luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi, phiên bản hatchback màu vàng cát đây ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 282 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì nó ở phiên bản đủ cho nên là xe cũng đã được trang bị là la răng đúc rồi này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, thời tiết thì mấy hôm nay nó hơi mưa cho nên là tôi không quay được ở bên ngoài, tôi quay tại cửa hàng chúng tôi đây. Dàn lốp thì còn rất là dày các bạn nhé. Đấy, dàn lốp rất dày, la răng đúc rồi này. Cụm đèn pha rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Bản đủ thì xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm rồi, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đầu màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu với dung tích 1.2 lít, hộp số tay 5 cấp, chỉ 5,7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy trong đô thị 7,43 lít. Và nếu như chạy ngoài đô thị, đấy, chỉ có 4,72 lít thôi quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Nhìn về tổng thể về bên ngoài của chiếc xe các bạn thấy đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều luôn này. Đấy, mới, đều. Thời tiết nó vừa mới mưa cho nên là tôi chưa lau được xe, chưa rửa được xe đâu các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về phần keo chỉ bên trong này, keo chỉ nguyên zin. Keo chỉ nguyên zin nhá, táp bi cánh cửa trước bên lái này. Nội thất toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô. Đấy, vô lăng cần số tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp đây. Phiên bản này là phiên bản đủ các bạn nhá, lăn bánh 8 vạn km rồi. Phiên bản đủ có đề nổ start stop này. Khóa thông minh này, màn hình camera lùi đầy đủ rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, phiên bản 1.2 MT. Sản xuất tại Việt Nam, nội thất ghế da pha nỉ rồi các bạn nhé, rất đẹp luôn. Đấy, của chiếc xe có thể nói là rất là đẹp, mới lăn bánh có 8 vạn km thôi, màu vàng cát. Đấy, nội thất phía sau này từ keo chỉ cánh cửa này còn nguyên zin, táp bi cánh cửa này, nội thất đằng sau cũng rất là mới luôn bạn nhé. Ghế da nguyên zin theo xe đấy ạ. Đấy, ghế da này là ghế da nguyên zin theo xe các bạn nhé, đã trải sàn da cả rồi. Cốp sau đây thưa với quý vị các bạn này, từ ốc cốp sau cũng còn nguyên zin này, keo chỉ cốp sau là nguyên zin hết này, chưa có bị đâm hay là chưa có bị va gì đâu các bạn nhé, tất cả là còn nguyên zin. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn này. Đấy, nội thất rất đẹp này, cốp sau này, lốp xe cua còn rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì lốp xe cua còn mới nguyên luôn, và đằng sau này cũng chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả này, tất cả còn rất đẹp. Lớp xe cua còn mới cho nên là kích đồ nghề cũng còn mới nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Phiên bản 1.2, phiên bản đủ này. Táp bi cánh cửa phía sau đây, toàn bộ từ keo chỉ này, táp bi, nội thất hàng ghế sau đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất hàng ghế sau này đều đẹp luôn. Lót sàn, trải sàn xịn luôn, bộ trải sàn xịn luôn này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, kể cả cánh cửa phía trước bên phụ mà nhé. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này, keo chỉ cánh cửa, táp bi cánh cửa nguyên zin, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp và không khoan đục gì cả các bạn nhé. Đấy, vô lăng cần số này, tay phanh này đều rất đẹp này, khóa thông minh còn nguyên cả hai chìa này. Đấy, nội thất đằng sau, nội thất ghế da đều rất là mới này, ghế da nguyên bản đấy các bạn nhé. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe đấy ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn
cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Phiên bản này là phiên bản đủ cho nên là xe được trang bị động cơ với dung tích 1.2 lít này, động cơ xăng, toàn bộ là còn nguyên zin từ ốc chân máy này, ốc mặt máy này, nguyên zin hết luôn bạn nhé, rất là đẹp này. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi đây. Đấy, toàn bộ từ ốc cabo này đến keo chỉ cabo đều nguyên zin hết này. Đấy, keo chỉ cabo đều nguyên zin hết này. Chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất là đẹp này. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 phiên bản hatchback, phiên bản đủ bạn nhé. Lăn bánh hơn 8 vạn km và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 282 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Đấy, và hiện nay cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe i10 đây. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mà mua xe i10 thì tôi khẳng định với quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi là quý vị các bạn sẽ mua được. Tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe i10, toàn bộ từ đời 2014 cho đến đời 2021, 22, số sàn, số tự động, sedan, hatchback đủ cả rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.